Singapore thì những hoạt động giải trí đang dần được nối lại. Tham quan vườn thú Singapore vào buổi tối là một trải nghiệm rất khác lạ. Một không gian kết hợp giữa rừng nhiệt đới, công nghệ ánh sáng và âm nhạc. Hãy cùng các phóng viên truyền hình Việt Nam tại Singapore khám phá không gian thú vị này. Kính chào quý vị, lúc này là hơn 7 giờ tối và những vị khách ở đây đang xếp hàng để vào thăm vườn thú Singapore. Tuy nhiên họ sẽ không phải đến thăm quan thú mà sẽ tham dự một chương trình ánh sáng đặc biệt có tên gọi là ánh sáng rừng nhiệt đới, và chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem sao. Đúng như tên gọi, ngay khi bước vào vườn thú, du khách đã đắm chìm vào một không gian đặc biệt. Đó là màn giao hưởng kết hợp giữa ánh sáng, âm nhạc, phong cảnh tự nhiên cùng với mùi hương tỏa ra của rừng nhiệt đới. Du khách thích thú khi được thấy các con thú ảo xuất hiện dọc theo hành trình. Và không chỉ vậy, du khách còn được tương tác. Như ở khu vực này, du khách có thể hát hoặc vỗ tay để những con thú cùng cây cối xuất hiện và nhảy múa. Thật kỳ thú khi được xem vườn thú theo một cách khác, và đặc biệt với những đứa trẻ là một sự trải nghiệm tuyệt vời. Thật tuyệt khi chúng ta phải làm gì đấy thì các con thú mới xuất hiện, thay vì đến đây chỉ để xem. Ánh sáng rừng nhiệt đới là dự án hợp tác giữa vườn thú Singapore và Moment Factory, một công ty công nghệ đa phương tiện của Canada. Các nhà tổ chức đã biết khai thác tối đa phong cảnh tự nhiên và công nghệ ánh sáng kết hợp với âm thanh để làm mới không gian vườn thú, mang lại trải nghiệm hoàn toàn khác biệt cho du khách. Đây là dịp để xem vườn thú Singapore vào buổi tối, là cách để có những trải nghiệm ngoài những gì thường thấy ở thế giới động vật trong vườn thú. Chúng tôi muốn kể câu chuyện xuyên suốt trong hành trình là làm thế nào chúng ta có thể sống trong hòa thuận giữa con người, động vật và thiên nhiên. Mỗi hành trình trải nghiệm kéo dài khoảng một tiếng, không quá dài nhưng cũng không quá ngắn, mà điều quan trọng là đủ để mang lại cảm giác thư giãn thoải mái cho du khách khi kết thúc hành trình. Có thể nói là việc đưa công nghệ ánh sáng cùng với các màn tương tác giữa du khách và các con thú ảo tại vườn thú Singapore vào buổi tối này đã mang lại một trải nghiệm vô cùng thú vị cho du khách khi đến đây. Và chắc chắn chương trình ánh sáng vườn nhiệt đới sẽ là một điểm nhấn để thu hút du khách đến với vườn thú Singapore trong những ngày này. Hữu Hưng, phóng viên Truyền Việt Nam tại Singapore.